Thưa quý vị, sáng nay hơn 93.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội đã bước vào buổi thi cuối cùng với hai môn thi là toán và lịch sử. Trận mưa lớn kèm theo dông lốc tại một số địa bàn Hà Nội khiến không ít thí sinh bị ướt toàn bộ khi di chuyển đến điểm thi. Cá biệt tại điểm thi trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Ba Đình, phụ huynh được thông báo khẩn mang quần áo đến cho thí sinh thay để đảm bảo sức khỏe dự thi. Số đồng phục này được xe cảnh sát đưa đến vào điểm thi ngay trước khi thí sinh làm bài thi để các em thay trang phục, bảo đảm giữ ấm để tập trung tốt nhất cho bài làm của mình. Trong sáng nay, các thí sinh làm bài thi môn toán trong thời gian 90 phút, tiếp đến thí sinh làm bài thi môn lịch sử trong thời gian 45 phút. Với môn thi thứ tư là môn lịch sử, dù có nhiều ý kiến lo lắng vì học sinh phải thi 4 môn, song lịch sử được chờ đợi sẽ là môn mang lại điểm số cao cho các thí sinh. Sau khi kết thúc buổi thi sáng nay, gần 10.000 thí sinh sẽ tiếp tục cuộc đua giành suất vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong ngày 14 tháng 6, thi vào lớp 10 chương trình song bằng ngày 16 tháng 6 tới đây. Hôm nay ngày 13 tháng 6, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho tổng cộng là 16.296 cán bộ và thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho kỳ thi, trong đó có cả điểm thi dành cho các thí sinh F1, F2. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm xong cho cán bộ ra đề và in sao đề thi từ ngày 6 tháng 6. Riêng 3.000 cán bộ trông thi, thanh tra thi, ban vận chuyển, công an, bảo vệ, phục vụ tại tất cả các điểm thi, ban thư ký, ban làm phách kỳ thi tuyển sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào ngày hôm qua và được yêu cầu áp dụng biện pháp an toàn cho đến ngày diễn ra kỳ thi. Sau khi xét nghiệm thì Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên sau khi xét nghiệm phải tự cách ly tại nhà, không di chuyển, không tiếp xúc. Để sau khi có kết quả sẽ tiến hành làm cái nhiệm vụ tiếp theo của khâu thi. Trong hôm nay, Đà Nẵng sẽ hoàn thành việc xét nghiệm cho hơn 13.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm nay. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Đà Nẵng có 32 điểm thi, trong đó có một điểm thi dành cho các đối tượng F1, F2. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho kỳ thi đều đã sẵn sàng. Để bảo vệ các khu công nghiệp không bị COVID-19 tấn công, ngoài biện pháp phòng dịch chặt chẽ được triển khai ở phân xưởng, nhà máy, thì bản thân công nhân, người lao động cũng phải nâng cao ý thức, chủ động phòng chống dịch tại nơi làm việc cũng như tại nhà. Tại Đà Nẵng, thì các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ là những nhân tố tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Dũng là tổ trưởng tổ công nhân tự quản số 1 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tổ có khoảng 700 công nhân với hơn 400 phòng trọ trên địa bàn. Vào cuối giờ chiều, tranh thủ lúc công nhân tan ca cùng với thành viên tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, ông có mặt để tuyên truyền, thông tin cho mọi người về những nội dung văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch. Vì sao mà tuyên truyền? Bởi vì công nhân cũng liên quan đến người ở lạ đấy, đồng thời là quê hương, bạn bè ở các nơi về nhiều, cũng bạn bè, rồi người nhà người đó, cho nên tuyên truyền mỗi khi mà các cháu mà có người nhà đấy thì phải báo ngay cho chính quyền, báo ngay cho tổ tự quản, báo ngay cho địa phương để tìm cách là khai báo y tế. Với công tác thông tin tuyên truyền của ban điều hành tổ công nhân tự quản, người lao động tại các khu trọ nâng cao ý thức chủ động các biện pháp phòng dịch bảo vệ cho bản thân và gia đình khỏi các yếu tố nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Vì sợ thứ nhất là an toàn cho bản thân mình là trên hết, thứ hai nữa là người thân và là chính quyền địa phương ảnh hưởng tới rất nhiều, ảnh hưởng tới xã hội. Đến nay, Đà Nẵng có 52 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với hơn 8.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Thực tế, tổ được Liên đoàn Lao động thành phố thành lập nhiều năm. Đây là lực lượng nòng cốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Chúng tôi cũng thấy được một điều là các công nhân ở trọ rất là đang xen giữa rất là nhiều nhà máy. Cho nên là khi mà một công nhân ở nhà máy này lây bị nhiễm bệnh, thì về khu trọ lại có thể là lây bệnh cho nhiều công nhân ở nhiều nơi khác, cho nên là nguy cơ nó ảnh hưởng rất là lớn, cho nên là chúng tôi đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, các cái tổ là thường xuyên đi kiểm tra nhật ký đi về của các công nhân và tiến hành hướng dẫn cho các cái công nhân tại cái tổ này khai báo y tế, đo thân nhiệt để mà giám sát sức khỏe của mình một cách thường xuyên hơn. Hiện nay, ý thức tự giác và sự chủ động của công nhân trong phòng chống dịch tại nơi làm việc cũng như ở nhà
chính là một trong những yếu tố then chốt giúp Đà Nẵng bảo vệ, duy trì chuỗi sản xuất an toàn, thực hiện mục tiêu kép, vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 2, từ ngày hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay ngày 13 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, đặc biệt tại các chốt kiểm dịch, các chiến sĩ tuyến đầu cũng gặp không ít khó khăn khi làm việc dưới điều kiện mưa lớn. Chốt kiểm soát khu vực cách ly tại trường tiểu học Nguyễn Du, nước bắt đầu dâng cao, các chiến sĩ đang tất bật thu gom, kê cao đồ dùng. Nhiều dụng cụ, trang thiết bị mưa lớn làm ướt. Mưa gió thế này thì anh em bộ đội quân và công an thì đã quen rồi, có công tác bình thường, nhưng mà gây khó khăn chỗ là lúc ăn và lúc ngủ. Khi ăn ngủ thì mưa thế này ướt hết giường chiếu, anh em nó ngủ được. Quá trình ăn thì nước ở trên nó dột xuống và gió ngoài thổi ra vào thì nó ướt cái đồ ăn và cái giường chiếu. Chúng tôi luôn làm hết sức mình để bảo vệ được bình yên cho nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh một cách sớm nhất. Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời điều động 46 xe buýt, xe thùng các loại đến các chốt làm nơi tránh trú cho chiến sĩ. Nguồn thực phẩm, thuốc men, nước sát khuẩn cũng được tăng cường cho các chốt kiểm soát. Trong cái điều kiện mưa bão của ảnh hưởng cơn bão số 2 lớn thế này thì chúng ta đang tập trung gia cố các cái hệ thống nhà bạt, sử dụng hệ thống xe buýt để cho làm trạm chốt cho anh em, đặc biệt là trong cái điều kiện mưa bão này. Để kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu, nhiều người dân không quản mưa bão đi đến từng chốt kiểm soát để thăm hỏi, gửi tặng nhu yếu phẩm. Tình cảm của bà con là hơi ấm xua đi cái lạnh giữa đêm mưa, là động lực để những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vượt qua khó khăn, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.